một tuần sau quy định xử phạt đối với xe máy điện chưa đăng ký biển kiểm soát. Tại chốt kiểm soát giao thông này, các cán bộ chiến sĩ đội 3 phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an Hà Nội đang thực hiện việc kiểm tra xử lý xe máy điện, mô tô điện chưa đăng ký biển kiểm soát khi tham gia giao thông. Vẫn còn khá nhiều trường hợp xe máy điện vi phạm quy định này và đa phần những người vi phạm đều giải thích rằng không biết đến quy định bắt buộc phải đăng ký loại hình phương tiện như xe máy điện. Sao không đăng ký xe? Là xe của chị em nên em không rõ, chị ạ, với đăng ký thì em nghĩ hơi phức tạp một tí. Biết là mùng 1 ngày hôm nay bắt đầu chính thức bị xử phạt khi mà chưa có biển số không? Em không biết. Không biết. Khi chị mua xe thì chủ xe nó nói là đăng ký, nhưng mà em nói bây giờ không có hộ khẩu đây làm sao đăng ký được. Việc người dân quan niệm xe máy điện là loại xe thô sơ, không quan tâm đến những giấy tờ mua bán và các thủ tục liên quan là một lý do khiến cho việc chấp hành chưa cao. Ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở, thì từ ngày mùng 1 tháng 7, những trường hợp sử dụng xe máy điện và mô tô điện chưa đăng ký, cấp biển lưu thông trên đường sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 17, Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. Theo quy định xử lý phạt của Nghị định 171 thì xe không có đăng ký và xe không có biển số sẽ bị tạm giữ xe và mức phạt từ 3 đến 400 nghìn, mức phạt trung bình là 350 nghìn và sẽ bị tạm giữ xe 7 ngày. Bên cạnh đó, việc xử phạt còn tồn tại rất nhiều khó khăn do đối tượng sử dụng xe máy điện thường là học sinh cấp 3. Ngoài lỗi không có đăng ký xe, nhiều người điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ý thức của đối tượng tham gia giao thông còn chưa cao, chưa để ý đến những vấn đề chấp hành luật khi tham gia giao thông và việc vi phạm của các đối tượng này thường ở mức nhắc nhở. Học sinh này tham gia giao thông là về việc ý thức chấp hành đã chưa cao, thứ hai là cái việc mà lưu thông trên đường cũng chưa không được đảm bảo, và về cái việc mà liên quan đến cả việc đi các phụ huynh cũng mặc chủ quan nên cái việc mà đi đăng ký cũng bị hạn chế việc đó. Đợt tới thì đội cảnh sát giao thông 3 sẽ cùng phòng giao thông sẽ cùng tiến hành tuyên truyền đến các trường để làm sao các trường tuyên truyền cho học sinh khi tham gia giao thông trên đường để đầy đủ các thủ tục giấy tờ. Trên đường phố của Hà Nội, hình ảnh những phương tiện xe máy điện, xe đạp điện không còn xa lạ với nhiều người, bởi ưu điểm của loại phương tiện này là gọn nhẹ, không cần bằng lái, chi phí sử dụng thấp, lại không cần các giấy tờ như xe máy chạy bằng xăng. Nhưng sức phát triển ồ ạt đã khiến cho loại phương tiện này trở nên khó kiểm soát. Do đó, Bộ Công an đã ban hành thông tư 15 bắt buộc xe máy điện phải có biển kiểm soát mới được lưu thông. Thông tư bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2014. Tuy nhiên, đến nay, dường như khoảng cách giữa luật và đời sống còn khá xa.